Nè, mẹ, sao giờ này còn ngồi đây không đi ngủ con? Dạ tí con lên ngủ liền. Con nhớ con bé đó lắm phải không? Dạ đâu có đâu mẹ. Rồi mời nó đến sinh nhật bà nội chưa? Dạ thôi con không dám đâu. Để gần tới ngày sinh nhật của nội rồi có gì con nói lý do Lâm bận, Lâm không tới được. Vậy à? Vậy chắc mẹ tưởng tượng cái lúc đó cái mặt con giống như là đang đi đưa đám đó. Rồi con nghĩ là sao? Tất cả thành viên gia đình của mình á vui vẻ được hả con? Thôi gọi điện mời nó đi, nói là mẹ mời. Thiệt hả mẹ? Ừ. Con cảm ơn mẹ. Vậy để con gọi cho Lam liền. Nhưng mà nè, mẹ mời Lam Lam đến đây là sinh nhật bà nội, để cho con với bà nội vui vẻ, chứ mẹ không có mời Lam Lam đến đây để làm dâu nghe chưa? Dạ con biết rồi, con cảm ơn mẹ. Thật, coi mặt kìa, xúc động rưng rưng nước mắt, mê gái, mê gái dữ lắm nghe chưa? Tranh thủ đi ngủ đó. Dạ. Trời ơi, cái màu có duyên ghê á chứ. Cảm ơn con, đã qua chơi rồi còn mua đồ chi mà cho tốn tiền vậy không biết nữa. Nó dặn con rồi, con dẫn Lam Lam qua chơi thôi. Mày đặt nói nay là sinh nhật nội chi đi chứ gì. Trời ơi, nội không biết á, con năn nỉ Lam á, Lam đâu có chịu qua đâu. Con phải nói là hôm nay sinh nhật của nội, Lam mới chịu qua đó nội. Dạ con xin lỗi nội, tại vì con vừa sợ mà con lại vừa ngại. Con đẹp nè, hiện đại đó nhưng mà vẫn dịu dàng, thấy con là tự nhiên thấy cảm mến con liền à. Hèn chi mà Phi Lân nó thương con quá trời, nó khen con đã đành rồi nha, mà chị Đăng Thanh cũng nói tốt về con nữa. Nếu hai đứa mà thật lòng thương nhau á thì nội sẽ ủng hộ hết mình ha. Thiệt hả nội? Tụi con cảm ơn nội. Con cảm ơn nội, nhưng mà con nghĩ... Nội biết rồi, nội hiểu rồi. Con vẫn còn lấn cấn chứ gì. Cái vụ mẹ Ngọc đó phải không? Nhưng mà con thấy không, kể như là cái lần này là con thấy là mẹ Ngọc có vẻ như là xuống nước rồi đó, là chịu lùi bước rồi đó. Như vậy là quá tốt cho mấy con rồi. Nội nghĩ thôi thử coi, mình thử một lần mình mở lòng ra với mọi người ha, coi sao. Dạ vậy con nghe theo lời nội. Mà nội, nội cho con xin bây giờ con qua nhà của bác cô Ngọc rồi con phụ bác nó đồ ăn nha nội. Ừ vậy đi, hai đứa đi qua bển. Không không không, tôi mới nói là cái mắt sáng rỡ liền à. Tôi nói là hai đứa đi qua bển, nhưng mà con là con phải tách riêng ra, con kiếm chuyện khác con làm. Để cho mình con phụ với lại dì Ngọc nghe con. Dạ. Ừ, con ơi, đừng có sợ, không có ai ăn hiếp nó đâu. Mày cứ nhìn hoài ha, mày cứ kẹ kẹ ăn bên rồi mẹ Ngọc cứ cảm thấy không có thoải mái. Nghe. Con cứ cảm nhận mọi chuyện khách quan. Tức là con thấy thì sao, là con nghĩ thì sao. Vậy con mét nội. Dạ. Vậy đi nha. Con nha. Hiểu rồi nội. Hai đứa đi đi. Dạ. Cảm ơn cái khăn đó. Dạ. À, rồi. Nè con à. Dạ. Đưa cô Bo đi lên trên phòng nghỉ ngơi đi con ha. Con kìa nhìn bà kìa. Để con làm xong cái này rồi, con đưa em lên phòng nghỉ ngơi nha mẹ. Thấy này, làm xong rồi đến khi nào nó mới được nghỉ ngơi. Dạ. Em bị nóng ngực ở dưới này á, bếp nóng. Thôi đi lên đi con ha. Thôi con phụ được gì con phụ không sao mẹ. Thôi mẹ nói là con lên đi. Con dạ. Ghét nghe chưa. Chị đi lên đi, để cho em làm cho. Thôi nè mẹ thương ơi. Thôi vậy có gì em phụ nha. Em phụ mẹ chị lên dạ. Cho cô Bo uống sữa ngủ thôi chị xuống ha. Bo nè, đi lên uống sữa nghe chưa. Chút nữa là xuống này bà cho ăn nha. Cô Bo ngoan, ngủ trong ngoan. Rồi chiều, con dẫn cô Bo đi cho xích đu nha. Dạ cô Bo, dạ. Dạ đi, dạ cô dạ. Dạ, Lam. Dạ. Bye. Đi đi con, ho ho nè, lên uống sữa nè. Bo ngoan, lên uống sữa. Nè,
Dạ. Bác thấy cô bò nó có dễ mến con lắm đó nghe. Dạ, cô bò nó dễ thương quá chừng. Ai mà không thích cho được, phải không bác? Nhờ bác chăm sóc cô bo từ hồi nhỏ tới bây giờ đó, cho nên á nó mới đáng yêu, dễ thương mà khỏe khoắn như vậy đó. Còn biết không, chị Đăng Thanh á hả, tham công tiếc việc lắm, lúc nào cũng đi làm, bỏ thằng nhỏ gì đó. Bác á sợ nhất cái cảnh nó nghe, mà còn nít á mà nó đứng ngay cửa mà ba mẹ đi làm cứ mong chờ ba mẹ về, trời ơi cái cảnh đó bác chịu không nổi. Cho nên á bác muốn tất cả con cái thành viên gia đình nó phải ở chung một nhà. Cô ba thiệt là có phước khi có bà nội như bác. Nè qua đây coi giùm bác cái nồi lẩu gà lá é này nó có vừa miệng chưa. Con nếm thử coi cái nước lẩu gà lá é này có đủ cay chưa, đủ đậm đà chưa. Bà nội thích phải đậm đà, được không? Dạ ngon lắm bác, vừa miệng lắm. Nhưng mà bác không thích ăn cay, sao con thấy món nào bác nấu bác cũng toàn bỏ ớt vô không vậy? Nhà này ngộ lắm, mấy thành viên gia đình nó hang, mỗi người thích một món, nhưng mà đa số đều thích ăn cay trừ bác ra. Vậy là hôm nay bác không nấu món nào mà bác thích sao? Bác ăn ít lắm, với lại bác bị huyết áp, đâu có dám ăn mấy cái món này đâu. Con thích món chả giò phải không? Nên là bác đã làm hết rồi, cái nhân á một chút nữa hang cuốn lên, chiên lên, nếu mà vừa miệng á thử ổn rồi á mình chiên tiếp tục, không thì mình nêm là theo cái khẩu vị của con nha. Còn bây giờ á là mình vớt cái miếng ba rọi này ra. Thịt ba rọi á là con Đăng Thanh nó thích lắm, con lấy cái nha. Để con xắt. Quên. Cái này là phải để bác xắt luôn. Cái con Đăng Thanh này nó khó tính lắm nghe con. Ăn ba rọi á phải xắt mỏng thật là mỏng. Mà mỏng thì làm sao nó giữ được cái miếng? Chỉ có bác xắt thôi thì nó mới giữ được đường mỡ, đường nạc, đường mỡ, đường nạc, đường da. Nó mới chịu ăn. Còn không nó ngồi cái sọt sọt đũa vậy đó. Thôi để bác làm, để không nó không có chịu ăn. Phải nói ba Tôm nè, dạ Hân, dạ Lan, ai cũng thích chơi với một cô bo hết. Không cho nhỏ đi ngủ luôn á mẹ. Không sao đâu mẹ, cứ để cho nó chơi đi, nó chơi hồi mệt nó ngủ ngon hơn nữa. Mà công nhận nhà mình có một đứa con nít á mà tưởng tượng như là có một nhà trẻ luôn vậy đó con. Con thấy vợ con vui ghê không? Mẹ cảm ơn con dâu, con vất vả lắm. Bữa tiệc hôm nay á là một mình con á là đông tây gì là con dẹp, con làm đủ thứ mọi chuyện mà toàn là những món mọi người thích. Sinh nhật năm nay mẹ cảm thấy vui mà ấm áp lắm nghe con dâu. Mẹ, ngày thường con cũng nấu ăn ngon cho mẹ chứ đâu phải là hôm nay sinh nhật con mới nấu ngon đâu. Ý mẹ chê mấy ngày kia con nấu không ngon à. Ngày nào cũng ngon. Mà mẹ biết không, bữa tiệc hôm nay á là có Đăng Thanh và đặc biệt là có Lam Lam vô phụ một tay đó. Nấu ăn với nhau rất là ăn ý đó nghe mẹ. Dạ, hôm nay á là con tranh thủ học lén về nấu ăn của bác đó bác. Ôi, vậy là phải trả tiền học phí cho tôi chứ cô nương. Vậy là mai mốt nó qua đây đi, bác chỉ nữa nha. Nhưng mà bác gọi á thì con sẵn sàng con qua liền. Đúng rồi đó, là mai mốt cứ thường xuyên qua chơi nha. Mẹ nói vậy á là mẹ xem em như người một nhà rồi đó. Nhưng mà gì gọi, đã coi như là một nhà rồi á thì tự ắt là sẽ biết đường tới đây. Không ai gọi phải tới đó nghe. Con cảm ơn nội, cảm ơn hai bác, cảm ơn chị nữa. Con hứa là từ nay con sẽ qua đây ăn trực dài dài. Cho. Chuẩn bị chưa? Chuẩn bị gì? Em chuẩn bị chưa? Là sao? Chuẩn bị là cái đó là phải hỏi ý kiến của em đó, phải trả lời đi xem có thiệt là muốn cho người ta qua đây ăn trực không? Lúc nào cũng nghĩ người ta những này nhà vui nghe. Anh lúc nào cũng nghĩ em chắc là hẹp hòi, ích kỷ, khó khăn lắm vậy đó. Thôi, nay vui vẻ không quả. Ủa, vậy là phải coi lại nghe, làm sao cái tối ngày khi người ta mở miệng ra câu nào có là cứ nghĩ người ta chặt mình không vậy? Nè, chặt tôi chết luôn đi. Mẹ tin không? Nè, hồi nãy Lan nói thiệt không vợ? Lan thích qua nhà Lan chơi lắm đúng không? Mà Lan không sợ nhà Lan ồn ào hả? Ồn ào là bản sắc của cái gia đình này.
chứng tỏ là gia đình này luôn luôn vui vẻ và mọi người thích hòa thuận với nhau, thích ngồi chung như vậy để mà nói chuyện, hiểu không? Dạ đúng rồi đó bác. Hôm nay á con được quay gần bên mọi người nè, nấu ăn nè, rồi nói chuyện nữa. Con thấy gia đình mình nó rất là đông vui. Tuy là nhiều thế hệ nè, hơi sơn tụ nhưng mà lúc nào cũng đầm ấm hết á. Trời đất ơi, biết dùng từ ghê không mẹ? Trời ơi, sơn tụ đông vui đầm ấm. Nè hen, nghe nói là tuổi trẻ của tụi con đi du học á, nhất là tụi con á, là đâu có thích ở cùng gia đình đầm ấm đông vui như vậy mà thích tự do bay nhảy đúng không? Trời ơi, nói gì vậy? Em biết đâu phải là trẻ nào cũng vậy đâu. Gia đình nhiều thế hệ nhưng mà nếu mà người ta hòa thuận thì vẫn tốt hơn chứ phải không? Nhưng mà hôm nay con thấy bác hào hứng nấu món ăn cho mọi người á, bác hiểu nè, và còn chiều theo ý thích của mẹ chồng rồi của cô dâu nữa. Cho nên con thấy những suy nghĩ của con trước giờ dành cho bác á là sai rồi. Thật ra là bác chỉ muốn làm như vậy để tốt cho tất cả mọi người, tốt cho gia đình của mình thôi à. Em thích hả Lam? Vậy em có thích cuộc sống giống như chị không? Sống chung với mẹ chồng nè, sống chung với gia đình chồng nè, suốt ngày bị chửi, suốt ngày bị bắt lỗi, nhưng mà vẫn sống vui vẻ và cảm thấy rất là ổn. Ghê lắm nghe. Nếu như mà có cơ hội á thì tội tình gì mà mình không tận hưởng đúng không chị? Đúng rồi, hưởng với em. Cho nên bây giờ á em cũng thấy là hơi hơi thích rồi đó. Nè nha, coi như đây là lời hứa của Lam đối với Lân á. Với lại có tất cả mọi người trong nhà luôn gặp chứng rồi đó, không có chối được đâu á nha. Rồi mẹ chuẩn bị chưa? Chuẩn bị gì? Chiến đấu tới người thứ ba kế tiếp. Em đâu có sợ đâu anh. Nếu mà cần chiến đấu hả, em sẵn sàng chiến đấu đến người thứ ba, thứ mấy luôn kìa. Miễn sao á, gia đình của mình á vui vẻ bên nhau, mạnh khỏe, hạnh phúc, đầm ấm là con vui, con mừng lắm mẹ ơi. Nội rất là vui, tại vì đây nè, ngồi kế bên nội là cô cháu dâu mà nội cưng nhất luôn á. Rồi con này là cô cháu dâu tương lai. Ủa, khui rượu nâng ly chúc mừng. Dạ. Đúng rồi. Nâng ly chúc mừng là phải đầy đủ mặt tụi con đó chứ. Đúng rồi. Chiến từ nay bắt đầu, mẹ chồng nàng dâu, làm sao cả hai thương lấy nhau. Vợ mình thương, mẹ thì sao dám làm đau. Mẹ chồng nàng dâu, cuộc chiến không bao giờ ngừng đâu. Giờ mình theo ai?